chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với sân khấu miền Tây. Hôm nay sân khấu miền Tây đến chỗ đập ghe của chùa Holo Combat của xã Âm Đôn, huyện Mỹ Xuyên. Hôm nay thì mình sẽ đến đây quay cái cảnh mà các vận động viên của chùa Holo Combat ra sức tập luyện để chuẩn bị cho lễ ngày hội Combat tới gần cả ngày sắp đến. Mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mến chào các bạn, bây giờ mình sẽ đến cái chỗ tập luyện của các vận động viên của chùa Holo Combat. Bây giờ là các anh em đang ở tư thế sàn dập. Bây giờ đã tài bời, đầu đã có tiếng chuông còi của huấn luyện viên, cho nên các anh em đã ra sức tập luyện để đến ngày hội đua ghe Ốc Hòn Bóc 2019 để đạt thành tích cao trong cái mùa lễ hội năm nay. Bây giờ mà các bạn đang theo dõi các anh em tập như thế nào nha. Đây là cái anh huấn luyện viên của đội ghe chùa Holo Combat. Anh đang coi các anh em người nào mà động tác chưa đúng thì anh sẽ chỉ dẫn lại thêm để cho cái tay bò dập nhịp nhàng và đều để ghe được đi nhanh hơn. Rồi là ở bên bờ thì cũng có nhiều dân đến đợi xem các vận động viên tập. Cái này là ở trong chùa Holo Combat, vận động viên là huy động trên dưới hơn 80 người nha các bạn. Đến đây để tập cho cái buổi tập dợt hôm nay là hơn 80 người. Để chuẩn bị cho cái ngày thi đấu hàng kề. Những các anh mà ngồi phía đầu đó là những cái tay bơi rất giỏi, cho nên được tuyển lên đầu để bơi trước, rồi sau đó kế những người tới. Và ở sau lái cũng rất quan trọng, cho nên mỗi nhịp dầm của các anh vận động viên này rất quan trọng khi xuống bơi. Cho nên hiện bây giờ trong cái đội ghe hôm nay thì người ta đang chuẩn bị tuyển để mà đưa lên ghe bơi thử, ghe chuẩn bị hạ thủy. Các bạn đã thấy là mấy cái tay dầm bơi rất đều các bạn. Đây là những người ở xóm, bà con xung quanh đến để thêm bơi rút giờ. Và có người ở đứng phía trên để mà chấm tiễn ra từng người một để lựa vào cái chiếc ghe đua.
Trần Đông Duyên này là những người trai trong xóm ấp làm ruộng rẫy và làm đủ thứ nghề. Đúng chiều là khoảng 5 giờ 4 giờ ngoài 5 giờ là các anh em tranh thủ về đây để mà tập dợt cái đua ghe này kéo dài hơn gần 1 tháng. Bây giờ đã gần kề kế bên thì các anh em càng nỗ lực hơn để chuẩn bị cho cái mùa giải năm nay có đạt được thành tích cao cho mùa năm nay lễ hội có con bóc của người dân tộc Khmer Nam Bộ của mình ở được tổ chức ở Sóc Trăng. Đội ghe này năm nay cũng được tham gia là được 3 năm mới thành lập trở lại nha các bạn, bởi vì các vận động viên này còn rất mở ngàn cho nên gắng luyện tập hơn nữa. Mình cũng xin chúc cho đội ghe của Holocombot năm nay đạt nhiều thành tích cao trong giải hội năm nay. Các bạn nhìn thấy là cái những cái dầm bơi là nước nó quặn lên dữ dội với cái lực hào đưa là thuyền đi thì hy vọng là ghe năm nay sẽ đạt được thành tích. Các anh em trong xóm thì nếu mà không có giải đua ghe này thì rất chiều là về cũng tập trung chơi, nhưng mà có cái giải đua ghe này thì càng vui hơn, được gặp mặt anh em nhiều hơn khi đến đây tập dợt, vừa được rèn luyện thể lực và được gặp mặt anh em để trò chuyện. Ở đây thì các anh em tập như vậy là khoảng 3 đợt đến 4 đợt, là kéo dài từ là 4 giờ rưỡi đến khoảng 7 giờ tối mới tới rồi, nên các anh em nỗ lực. Rồi bây giờ anh em được nghỉ giải lao nữa các bạn. Một hiệp như vậy là kéo dài là ở dài hơn nửa tiếng, 45 phút. Khi tập như vậy là khoảng 45 phút. Bây giờ các anh em được nghỉ giải lao để uống nước hay là nghỉ mệt. Chị anh hả? Tập này hồi nào giờ vậy? Bữa nay trên nửa tháng. Nửa tháng hả? Rồi mà buổi chiều là mấy giờ vô tập vậy? 5 giờ. 5 giờ. Rồi tập tới mấy giờ vậy? Khoảng 6 giờ, 6 giờ 15. 6 giờ 15. Vậy là một ghe mình mới là chuẩn bị hạ thủy đúng không? Đúng. Rồi mình đi tập ghe kia luôn hay là ghe dưới này? Chắc tập trên già. Trên già. Chị cảm ơn. Chúc cho đội ghe năm nay đạt thứ cạn cao trong lễ ngày các bạn. Cảm ơn. Bà ơi.
Thằng bà lăn lên đi. Rồi rồi rồi, đây qua cái này. Ủa, chị cho ổn đi, mình lăn lên đã. Ngồi đáng nước tụi vậy. Xong bây giờ chuẩn bị tập tiếp cái đợt 2. Ôi lỡ vô giờ tôi thế các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.